Mark Hòa, hệ thống đài truyền hình Sài Gòn Network xin trân trọng kính chào tất cả khán giả của Đường Hương đến với chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Kính thưa quý giả của Đường Hương, chúng tôi đang có mặt ở tại Waller, Texas, nơi mà dòng tận hiến nhà tĩnh tâm Lê Thị Thành. Nơi này có lẽ nói là nhiều người Việt Nam của chúng ta trong thành phố Houston ít có ai biết đến, nhưng mà một cái nơi tĩnh tâm rất là khá đặc biệt. Thưa quý vị, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là một cái lý do rất là đặc biệt, là bởi vì Thanh Đức ở tại Đà Nẵng lần thứ 27 đã họp mặt đại hội ở đây trong những ngày mà chúng ta thấy đồng hương rất là đông đến đây trong những ngày vừa qua để mà cùng nhau gặp gỡ trong những ngày nghỉ như thế này, để chia sẻ cũng như là chuyện vui buồn như thế nào. Chúng tôi mời tất cả quý khán giả có đường theo dõi chương trình với lại chúng tôi ngày hôm nay ở tại Waller, Texas, ở tại tu hội tận hiến ngày hôm nay. Cái sướng nhất là đi vào trong bên trong của hậu trường mà những cái thức ăn như thế này chúng ta ăn đang rất là nóng. Cái này là cây nhà lá vườn phải không? Bú đê. Ngon lắm thưa quý vị. Món này món gì thưa anh? Dạ, món này món heo rừng. Heo rừng. Một, dạ. Một người mà nấu đứng đây mà nấu suốt mấy bữa mà phải không? Dạ không, cái này là em nấu bên kia thôi. Bên kia thôi. Dạ. Vâng, chúng tôi mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý giả của Đồng Hương, trong cái hàng mà các đồng hương đang đứng ở đây để mà đợi nhận những phần ăn. Những phần ăn ở đây là do bà con Đà Nẵng, những món ăn có thể nói là thuần túy để chúng tôi đến đây xem thì thế nào. Có gà chiên và có những cái món ăn rất là ngon ở đây mà trong những ngày qua có lẽ là nhà bếp rất là bận rộn để mà lo cho những thức ăn như thế này, để giúp cho đồng bào đồng hương đến đây trong mấy ngày đại hội thưa quý vị. Và trong những cái chương trình đại hội như thế này thì sẽ chấm dứt vào ngày mai là ngày 4 of July, cho nên do đó có nhiều người đã đến đây trong những ngày cuối tuần. Cái món mà rất là đặc biệt đây mà chúng tôi nhìn thấy ở đây đó, nào là cơm chiên, nào tôm, món này là món gì đó chị? Trời ơi, heo rừng xào lăng hấp dẫn luôn, quá trời ngon thức ăn ở đây. Bà con đang đứng xếp hàng, mấy ngày hôm nay là nấu ăn như thế nào đó chị? Vất vả lắm. Mỗi ngày mấy phần? Một ngày sáng, trưa, tối, rồi quán đêm, cháo, đủ thứ hết cả. Đây là người chị của Châu Phong mà kỷ niệm Ngân Khánh 25 năm trong ngày hôm nay. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Thức ăn rất là nhiều mà đây là cái nhà bếp đơn thuần, cái nhà bếp gọi như là cái nhà bếp giả chiến. Cái nhà bếp giả chiến này là làm cho bao nhiêu là phần ăn chứ không có giỡn đâu. Đó, thí dụ như là tại vì dân biển mà thành ra là đồ biển là thôi, đúng không? Dân biển cho nên đồ biển nhiều lắm. Đúng là cái nhà bếp này, nhà bếp rất là giả chiến thưa quý vị. Mà chúng tôi thường thường mà đi đâu mà đi vào nhà bếp á, mà không có thử thức ăn á là không được, phải thử thức ăn. Gỏi tôm. Tôm tươi. Cha Phạm Quang Phong xuất xứ từ Đà Nẵng thật, cũng là vùng biển qua bên này. Và cha cũng lớn lên ở vùng khu gọi là Port Arthur, tức là của chúng ta. Rồi đi tu, trở thành linh mục. Và những cái thức ăn như thế này chúng tôi mời tất cả quý vị theo chúng tôi để mà chúng ta cùng nhau dự tiệc với lại Tam Bồ Đức Lợi Đà Nẵng của ngày hôm nay. Mời tất cả quý vị. Kính thưa quý giả của Đồng Hương, chúng tôi đang có mặt ở đây không những là nhạc nghe rất là hay và những cái chương trình trong những ngày vừa qua, những cái quán cốc như thế này ở tại giáo xứ cũng như là thưa quý vị ở tại khu tĩnh tâm Lê Thị Thành. Đang có những cái quán cốc mà chúng ta nhìn thấy những cái quán cốc rất là dễ thương, những cái nải chuối mà được treo lên thế này. Ở bên Việt Nam chắc là ít có những cái chip như thế này, nhưng mà ở đây lại có những cái chip và những cái thực phẩm chè, đúng là chất chè xoài cốc ngâm, để mà ủng hộ cũng như là chia sẻ tất cả những gì mà chúng ta có được ở bên quê nhà thì bây giờ ở bên này cũng chẳng có ngoại lệ gì. Đồng hương đồng bào của chúng ta trong những ngày vừa qua có mặt ở đây, và đặc biệt là những đồng hương của Thanh Bồ Thanh Đức Lợi của Đà Nẵng về đây khắp bốn phương trời, từ Canada, Úc Châu và có nhiều người từ California, và đồng hương của chúng ta từ ở Houston này cũng lên trên này như thế nào. Chúng tôi mời tất cả quý vị trong 27 năm qua và 27 lần có lẽ nói là lần đầu tiên mà chúng tôi có mặt ở đây để mà chia sẻ cùng tất cả quý khán giả của đồng hương khắp nơi. Đồng hương của chúng ta ở đâu bất cứ có một nhóm nào đi nữa thì cũng đã họp mặt. Thưa anh, cho biết rằng là năm nay là năm thứ mấy của đồng hương Thăm Bầu Đức Lợi của Đà Nẵng rồi thưa anh? Dạ, lần này là kỳ thứ 27 chúng tôi tổ chức đại hội. Thường mọi năm chúng tôi tổ chức ở tại Cali,
Nhưng mà qua cái kỳ hội gỗ từ năm ngoái thì chúng tôi rút kinh nghiệm và được đưa bà con, tất cả bà con đều tán thành. Năm nay tổ chức tại Houston và chúng tôi được cái tu viện Tần Hiến, nhất là cha Trữ đã rất là thông cảm và rất là yêu mến chúng tôi. Ngài đã cho chúng tôi tổ chức cái đại hội kỳ thứ 27 tại đây. Ngoài ra là những cái ngày mà hội họp rồi các em có dịp gặp gỡ chơi đùa những cái trò chơi, và như ngày hôm nay có những cái chương trình nhạc như thế này, và chúng tôi cũng được biết là một trong những người con của Thanh Bồ Đức Lợi đó là Linh Mục Phạm Quang Phong làm lễ cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa 25 năm Ngân Khánh, đúng không thưa anh? Dạ đúng như vậy, cha Andre Phạm Quang Phong, ngài là người con, hình như là người con thứ ba, thứ tư gì của Thánh Đức chúng tôi. Thánh Đức chúng tôi nguồn gốc là từ Thánh Bồ Đức Lợi, cha ông chúng tôi là từ thuở xa xưa, là ngài á, các tiền nhân chúng tôi đã ở trong một cái hoàn cảnh rất là khổ cực, rất là khó khăn, và từ ở ngoài Bắc chúng tôi đã chạy vào ở tại cái vùng trẻm Thánh Bồ Đức Lợi. Và ở đó chúng tôi, con cháu chúng tôi sinh sôi nảy nở bằng những cái vách đất, bằng những cái mái tranh, bằng những cái bãi bồi thôi. Nhưng mà nhờ cái chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa, chúng tôi đã xây dựng lên được một cái giáo sư rất vững mạnh. Nhưng mà đến biến cố năm 1964, chúng tôi lại bị các cái phần tử quá khích đã thiêu đốt cả con làng chúng tôi, 500 gia đình, và tan tác hết cả, san bằng hết cả. Thì được giáo hội và chính quyền sau đó đã giúp chúng tôi tái thiết trở lại, và chúng tôi kết hợp từ hai làng Thánh Bồ Đức Lợi trở thành một giáo sư Thánh Đức, và từ đó chúng tôi đã phát triển lên là thành một cái giáo sứ Thánh Đức. Và các anh cứ nghĩ rằng giáo sứ chúng tôi một giáo sứ nhỏ thôi, nhưng mà cả thế giới đều biết qua các cái hệ thống thông tin của các cái hãng thông tấn từ BBC và các hãng thông tin từ Rome, họ đều biết được cái làng Thánh Bồ. Và ngay lúc đó giáo hội tại Roma đã giúp chúng tôi 20.000 đô la lúc đó là rất lớn để mà tái thiết lại cái làng Thánh Bồ Đức Lợi. Cảm ơn anh, và ngày hôm nay thêm một lần nữa qua hệ thống của đài Sài Gòn Network, có lẽ nói là nhiều người cũng sẽ biết về Thánh Bồ Đức Lợi 27 năm gắn bó và cái tình đồng hương đồng bào gắn bó như thế nào, và hy vọng rằng là nhiều năm nữa để mà có thể nói là các con cháu của chúng ta biết Thánh Bồ Đức Lợi như thế nào, thưa anh. Dạ rất là cảm ơn anh và quý đài. Và chúng tôi thật ra là không phải một linh mục Phạm Quang Phong, mà nhờ cái hồng ân Thiên Chúa ban cho giáo xứ chúng tôi. Hiện nay giáo xứ chúng tôi đã có đến 32 linh mục chứ không phải là ít, và hàng chục tu sĩ. Đó là một cái hồng ân đặc biệt Thiên Chúa ban cho giáo xứ chúng tôi. Vì vậy đó một cái truyền thống, đó cũng là một cái truyền thống, một cái di sản của ông cha chúng tôi, do qua cái niềm tin và cái tinh thần và cái tình cảm, cho nên chúng tôi cứ gắn bó nhau mãi từ 27 năm qua. Và đây là quê hương thứ hai của chúng tôi, và chúng tôi đã chạy từ Bắc vào Nam, từ Nam rồi chạy qua Mỹ này nữa. Thì đó là một cái hồng ân thật sự. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả và xin tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả bà con là có những cái gắn bó, những cái tình cảm rất đặc biệt đã tạo lên một cái kỳ đại hội hôm nay thật là rất là ấm lòng. Cảm ơn anh rất nhiều, và mời tất cả quý giả của Đồng Hương tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi. Khung cảnh đó